thật nhanh để cho lòng tôi chẳng vương sầu đau. Ngỡ như trên đời thiếu những nụ cười, muôn phiền giăng lối khắp nơi. Tôi từng mong tôi không là tôi từng mong tôi giống bao người để sống thành thơi, sống như tôi vẫn mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng trong trái tim này là tình yêu vô bờ, và đây á ước mơ. Và rồi tôi nhận ra rằng những khó khăn này càng làm tôi thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin trong tôi. Và tôi sớm như đóa hoa này tỏa ngát hương thơm cho đời, sớm với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn. Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời. Tin tưởng vào minh chủ của mình một lần nữa, em xác tín điều đấy. Đó là chủ tịch Loan Lê là người đạo đức và đạo đức. Rất là ngưỡng mộ chủ tịch, ngưỡng mộ thầy Văn. Ôi ông Huệ, sau khi em biết ơn rất là nhiều người thì có một người em chưa bao giờ thừa nhận và biết ơn hết. Đó là chính bản thân mình. Em chưa bao giờ công nhận em hết. Thầy ơi, em yêu thầy biết mấy. Em đã chờ đợi cái ngày này lâu lắm. Em ước mơ một ngày đẹp đó. Thầy hạnh phúc thì xây dựng cộng đồng. Thực sự là Hạnh rất là thích đọc sách. Nhưng cái cuốn sách mà chạm sâu nhất đến trái tim của Hạnh cũng như là cái sứ mệnh mà mình đang làm, đó chính là cuốn sách này. Và tác giả của cuốn sách chính là Loan Lê, một người phụ nữ Việt Nam với cái giấc mơ cuồng vĩ và với sự sáng tạo vô cùng tuyệt vời, thì cô ấy đã viết nên cái cuốn sách này. Và Hạnh rất là thích một cái câu nói trong kho tàng trí tuệ, đó là gì? Đọc vạn quyển sách không bằng minh sư chỉ cho mình một phương pháp. Chẳng gì ngăn được tôi và những ước mơ này, vì tôi yêu yêu lắm cuộc. Và tôi